Chào mọi người, đã bao giờ mọi người nghe tiếng Anh và nghe được một cái từ nào đó nhưng mà lại không hiểu nghĩa của nó là như thế nào không ạ? Thì ở trong video ngày hôm nay, Quang xin đưa ra một cái ví dụ về cái trường hợp này và cái cách mình có thể xử lý được và cái phương pháp làm thế nào để mình có thể hiểu được. Thì về cơ bản thì các bạn khi mà nghe ấy, nó sẽ không chỉ liên quan đến kỹ năng là nghe và bắt được từ mà mình còn phải hiểu được các vấn đề liên quan đến ngữ pháp nữa. Và ngữ pháp đóng vai trò cũng tương đối là quan trọng trong nghe. Nó không giống như là khi mọi người phân tích ngữ pháp đâu, nó sẽ giống như là mình sẽ nghe và mình nắm chắc ngữ pháp và mình hiểu được ngay. Lấy ví dụ như là từ like. Từ like thì ai cũng biết rằng là cái từ này có nghĩa là thích, giống như là I like you. Nhưng mà nếu mà nói là she's like him, she's like him, thì cái like này nghĩa là như thế nào? Nó hoàn toàn khác với cái nghĩa của từ là like, là động từ. Khi mình nghe cái động từ to be đằng trước, từ like đó, she's like him, có nghĩa là cô ấy trông giống anh ấy. Thì thật là nếu mà mình mà ngồi phân tích ngữ pháp thì dễ ngay. Nhưng mà mọi người lưu ý là khi nghe thì mình chỉ có một cái khoảng thời gian rất là ngắn để mình có thể nắm được cái ý ngay và luôn. Đó. Hoặc là khi mà người ta nói là you know, it's like very wonderful, you know, it's like very wonderful, thì cái từ like này nó lại là một cái từ mà gọi là fillers, là cái từ nó không có nghĩa. Like đây có nghĩa là kiểu như. Hoặc là khi mà mình nói là what's the weather like today, what's the weather like today, mà mình cứ nghĩ rằng là cái từ like này nghĩa là thích, mà mình không hiểu rằng là what's the weather like today có nghĩa là thời tiết ngày hôm nay là như thế nào, thì mình sẽ rất là khó có thể hiểu được nghĩa của từ, đúng không ạ? Đó, hoặc là what does she look like? Cô ấy trông như thế nào? Đó, look like này, feel like này, it tastes like, smell like, sound like. Đó, các cái cụm đó mình cần phải biết. Tóm lại là qua video này, Quang muốn chia sẻ với mọi người rằng là khi mà mình nghe tiếng Anh ấy, thì bên cạnh cái việc là mình nghe bắt được từ, thì mình cần phải nắm được tương đối là vững những cái cách sử dụng của cái từ đó nữa thì mình mới có thể nghe tốt được. Chúc mọi người học tiếng Anh hiệu quả và cảm ơn mọi người đã xem video.